Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Rồi mình xin phép uống một miếng nước các bạn ơi, tại vì cái cổ họng của mình nó đang bị hơi đau một tí xíu ha. Mình xin phép uống một xíu nước rồi mình sẽ review tiếp nha các bạn. Rồi, hôm nay thì mình review một cái em dầu gội đầu ha. Rồi, ok, mời tất cả các bạn uống nước với mình nha. Thì hầu như ngày nào mình thức mình cũng sẽ uống một phít nước như vậy hết các bạn. Quay trở lại với cái phần này thì cái em này á các bạn là nó là clear ha, clear men, là cái này là dầu gội dành cho nam á các bạn. Dầu gội sạch rầu, đánh bay gầu ngứa, mồ hôi và vi khuẩn. Thì thường thường các bạn nếu mà xài ly á, lúc trước là mình xài bạc hà ly của nữ á thì mình không thích mấy. Thì nói thật với các bạn là ví dụ như là có hai món của con trai mình rất thích xài, một là dầu gội, hai là dầu thơm. Có hai cái loại dầu đó các bạn, mình rất là ghiền luôn. Thật sự mình là nữ nhưng mà mình rất thích xài những cái món đồ của nam, không biết người ta chiết xế như người ta chiết xuất người ta làm ra làm sao các bạn, mà mình cảm thấy cái mùi, những cái mùi của nam, những cái mùi dầu thơm nam và những cái mùi dầu gội thì của nam nè, nó đối với mình có một cái lực hấp dẫn riêng, nó rất là thơm, thật sự mình rất là thích luôn. Và lúc trước á, mẹ mình, gia đình mình chuyên xài dầu gội clear nha, tại vì mẹ mình nói chung là nhà mình không biết sao thích xài dầu gội đó. Và hồi nhỏ thì mình cũng đã xài rồi, nhưng mà tới lớn thì mình đổi qua mình xài cái khác ha các bạn. Rồi và bây giờ mình có xài, nhưng mà nếu mà xài thì mình cũng xài của nam, mình không thích xài của nam. Thật sự mình không thích, mình chỉ thích xài của nam mà thôi. Sao phải tắm rửa đi chiều rồi, mình mấy hôi gình nè. Gái ơi, gái thúi gình. Lấy khăn cho cháu đi gì? Để sẵn rồi. Ôi gái mình đi tắm các bạn ơi. Thì nó đu bù ngoại nó suốt thôi. Và cái chai dầu gội nam này á, cái đợt này mình mua mini, hình như cái chai này là chai tặng á các bạn, nó kèm theo cái chai lớn thì phải, mình cũng không nhớ rõ nữa. Và cậu mình xài, cậu Út mình xài mua là một cặp. Trời ơi, xài một cặp chai lớn các bạn, rất là ok la luôn á. Mà thơm lắm. Xong rồi mình sẽ ké. Thầy ké được mấy lần á, sau đó cái gì mình mua các bạn, tại vì có ai lấy xài các bạn, mình cũng không thích xài đồ của người khác mấy. Rồi cái mình mua. Mà tóc của mình thì nó cũng được cái, nó cũng tốt lắm. Mình xài tóc mình không có bị dính với cái gì nhiều, mình xài dòng nào cũng được, ví dụ như là xâm siêu này. Rồi cái dầu gội tên gì đó mình cũng quên này. Rồi xâm siêu này, rồi cái sầu gội gì, spray gì cái gì đó. Rồi X-Men cũng xài được luôn. Rồi cái này thì cũng được luôn. Cái đầu của mình không có bị gạo, mình xài dầu nào cũng được, không bị dính chứ. Yêu cầu là cái dầu gội là được. Rồi khi mình gội xong thì phải có xả. Rồi lúc nào mình cũng thật sự, nếu mà gội đầu không có xả là thà chẳng thà mình không gội, tại vì nếu mà không xả tóc mình á, lúc mà xong nó khô lắm, khô như gãy tre, mình khó chịu lắm. Cho nên là, và tóc của mình bây giờ nó được cải thiện rồi nha. Tóc của mình tại lúc mà mình nhuộm tóc này kia xong á, thì tóc của mình nó bị sơ này, rồi nó bị yếu nè, cho nên là tóc của mình nó khô lắm các bạn. Mà có cái đợt á mà mình đi chơi các bạn, mà mình đã mua hết tất cả rồi, mình sẽ đem đầy đủ. Mỗi lần một chuyến đi chơi mình sẽ đầy đủ về đồ dùng cá nhân. Ví dụ như mỗi lần mà đi tắm á, thì mình sẽ có một cái túi đựng đồ dùng riêng, ví dụ như là dầu gội, dầu xả, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, rồi băng vệ sinh của nữ của mình ấy, rồi sữa tắm. Những cái thứ đó mình có mua trên mạng, những cái chai nhỏ nhỏ để mình chiết các bạn, để mỗi lần mà mình đi du lịch á, mình có thể chiết và bỏ vào một cái túi xách mini như vậy nè, mình đem theo và mình sẽ phân ra cái đó thì dùng, để mỗi lần đi tắm là mình chỉ cần xách cái bị đó đi là rồi, nó rất là gọn và nó đầy đủ. Thì mình không biết luôn, đợt đó là không biết tại sao mà mình lại bị mắc dầu xả nữa. Mình không biết có phải là lúc mà mình chuẩn bị vô tình mình bỏ quên lại, hay là mình không biết là có ai đó đã lấy nhầm của mình hay gì không biết. Trời ơi, lúc mà mình nói thật với mọi người, lúc mà mình tắm rồi á, mà mình lúc mà mình vào mình tắm, tại vì cái bịch dầu gội dầu xả nó giống nhau, nó chỉ có để chữ là khác thôi. Và là quá là mình xài của hãng xâm siêu các bạn, cho nên là nhìn nó cũng như là bữa đó là cũng chiều tối rồi đi tắm. Và cái lúc mà mình gội xong hai bịch dầu gội, mình gội thì thường á hai lần gội. Lần đầu tiên là mình sẽ gội xả cái nước bụi bẩn, cái nước dơ ở trên tóc mình trước, là mình sẽ gội sơ. Tới cái dòng thứ hai là cái dòng tạo bọt, và cái dòng đó là mình sẽ bắt đầu sạch và mình sẽ gội, thì mình sẽ sử dụng. Nếu mà bữa nào mà đầu mình á, mà tóc mình á,
mình để khoảng 3 ngày. Thì mình thường thường mình sẽ sử dụng móng tay nè, mình sẽ gào nhẹ như vậy. Rồi để mình để coi được không. Rớt các bạn ơi. Thì mình sẽ bây giờ mình sẽ sử dụng một tay mình làm ha. Thì mình sẽ bỏ qua đây và mình gọi như vậy. Và mình sẽ di chuyển từ trên xuống dưới như vậy. Và mình dùng hai tay ha, tại vì giờ mình có một tay cầm sản phẩm thôi. Và mình sẽ sử dụng và mình gọi. Còn khi nào mà những cái ngày mà tóc mình cảm thấy nó không có dơ nhiều hoặc là nó không bớt nhiều, nhưng mà tới thời kỳ đi gọi á, thường thường một tuần mình sẽ gọi dầu, mình sẽ gọi tóc mình khoảng 2 đến 3 lần ha. À, thì mình sẽ sử dụng những cái phần này, cái phần tay này nè, và mình sẽ massage nhẹ 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 đó. Rồi xong mình sẽ gọi từ dưới. Mình trước khi gọi đầu các bạn nên tạo bọt, các bạn làm cho tóc các bạn ướt xong các bạn sẽ cho bọt và các bạn tạo bọt. Còn các bạn hãy làm cho tóc các bạn lên bọt thì lúc đó nó sẽ sạch hơn và nó sẽ giúp cho tóc bạn ok hơn. Rồi khi mà các bạn gọi xong ấy, các bạn đã xả sạch với nước rồi thì là đó nè, mình đã xả sạch rồi. Xong cái bắt đầu mình tìm, mà mình tắm ở đó là dạng như cái phòng tắm là phòng tắm tập thể, cho nên là đèn á các bạn, người ta sẽ ở ngoài chứ không phải là trong cái mỗi nhà tắm đều có đèn, cho nên là ánh sáng nó không có được tốt. Cho nên là mình có dụng đem theo điện thoại vào. Cái bắt đầu mình lúc mình nhìn thì mình không thấy, cái bắt đầu mình thấy tối quá mình bật lắp lên mình kiếm. Thì mình kiếm mà mình không thấy một cái bịch dầu xả nào, mình tức lắm. Mà tóc của mình thì gọi xong đợt đó thì tóc mình yếu mà, cho nên nó bị khô á các bạn. Thế là mình phải chịu đựng cái đầu như vậy. Khi về nhà mình đã xả ra rất là nhiều dầu xả luôn, và mình lúc mà mình về mình ủ thì cái dầu xả của mình là dạng như là nó có thể ủ lạnh được, cho nên về mình đã ủ là cái phần nửa đầu xuống như vậy. Mình sẽ ủ rất là nhiều và sau đó mình khi mình ủ gọi lên đây, các bạn sử dụng bọc thực phẩm á, các bạn bọc lại để cho nó được tốt nhất có thể. Các bạn ủ khoảng tầm nửa tiếng sau đó các bạn đi xả ra thôi, là tóc các bạn cực kỳ mịn luôn, mịn giả man, thật sự mịn kinh khủng luôn. Rồi và đối với cái em này á các bạn, thì đa phần là nó và cái chữ nó cũng nhỏ xíu là siêu rồi các bạn. Thì nó để hướng dẫn sử dụng nè: thoa đều dầu gội lên tóc, ướt và da đầu, xoa bóp nhẹ nhàng, gội sạch lại với nước, khuyên dùng hàng ngày. Ồ, cái này người ta dùng hàng ngày luôn hả các bạn. Thì mình cũng không biết thì sao, nhưng mà tóc của mình thì 2 ngày thì mình sẽ gội một lần, thường thường là 2 ngày á. Có những khi mà mình dưỡng dầu dừa nhiều á thì các bạn phải, khi mà các bạn ủ dầu dừa các bạn phải gội cho thật là sạch luôn á, các bạn phải gọi thật là kỹ luôn chứ không phải là đường không đâu ha. Rồi cái này để chú ý nè, để xa tầm tay trẻ em, tránh tiếp xúc với mắt. À và khi các bạn gọi đầu á, các bạn lỡ bị xà bông và khi mà các bạn gọi bầu thì chắc ăn thì các bạn sẽ nhắm mắt đúng không, nhưng mà lỡ như vô tình các bạn mở mắt ra và bọt xà bông nó dính vào thì các bạn phải rửa ngay, không thôi là nó sẽ bị sốn con mắt của mình ha, khó chịu. Nếu sản phẩm nó dính vào mắt thì rửa kỹ với nước ha, các bạn mở cái nước ra và các bạn rửa kỹ là ok. Thế là nó review xong một cái em dầu gội Clear Men rồi. Các bạn cảm thấy video này hay nhớ để lại cho mình một like và đăng ký kênh nha. Hẹn gặp các bạn ở video sau nhé. Bye bye.